Hey everyone, I'm Hannah from IELTS Hannah. Welcome you to the series of Real Grammar, which is the most common grammatical structures that we use in English communication. And in today's lesson, we'll learn the formula I plan to do something or I plan on doing something. Xin chào các bạn và hôm nay chúng ta học một cấu trúc ngữ pháp rất là phổ biến trong giao tiếp, đó là tôi dự định làm gì, tôi lên kế hoạch là làm gì. Và chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc này kỹ hơn ha. Đầu tiên, I plan to cộng với verb nguyên mẫu không chia các bạn nhé, do something. Còn đồng nghĩa với nó mình cũng có thể dùng là I plan on doing something. Nhưng sau on cộng với doing something vô in hoặc là không có động từ cũng được, I plan on something cũng được ha. Và cấu trúc này mình dịch là tôi lên kế hoạch làm gì, tôi dự định làm gì. Và chúng ta phân biệt xem nó có khác gì đối với khi mình nói là I am going to do something hay là I'm gonna do something đó, tôi dự định làm gì, hoặc là I intend to do something, tôi dự định làm gì. Thì nó khác gì khi chúng ta sử dụng cấu trúc này? Thì điều khác như sau này. Ví dụ tôi dự định đi xem phim vào tối nay ha, thì cái điều đó là điều mình dự định thôi, mình không xem cũng được. Vậy mình có thể nói là I am going to ha, thì mình sẽ nói I'm gonna see a movie this evening, ví dụ như thế. Hoặc là I intend to see a movie tonight. Thì trong cấu trúc đó là chúng ta dự định làm điều đó. Tuy nhiên trong cấu trúc mà plan to hoặc là plan on thì nó nghĩa là chúng ta dự định làm điều đó đó, nhưng mà chúng ta cố gắng đạt được điều đó, chúng ta cố gắng làm điều đó, thực hiện điều đó. Ví dụ tôi dự định đi du lịch Ba Lô vào mùa hè này, có ví dụ như thế nhé. Hay là tôi dự định đi du lịch vào mùa hè này, thì cái điều đó mình dự định và mình cố gắng, mình thực hiện, mình rất muốn làm điều đó, thì mình sẽ sử dụng dự định như thế trong cấu trúc này nhé. Plan, plan to or plan on, đó là dự định mà chúng ta cố gắng hoàn thành ha. Và bây giờ chúng ta cùng xem qua các ví dụ dưới đây để hiểu hơn và có thể áp dụng được cấu trúc ngữ pháp này trong giao tiếp ha. Câu số 1, tôi dự định mua một ngôi nhà mới vào năm tới. Tôi dự định và tôi cố gắng thực hiện hóa nó nha, cố gắng làm được điều đó. Thì chúng ta nói là I plan to mua ngôi nhà mới là buy, động từ buy không chia khi sau to ha, buy a new house vào năm tới, next year. Hoặc là I'm plan on buying a new house next year. Câu số 2, tôi đang lên kế hoạch đi du lịch Ba Lô vào mùa hè này. Tôi đang lên kế hoạch, tức là bây giờ tôi cũng đang trong quá trình lên kế hoạch đó. Thì chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ha. I'm planning to, hoặc là I'm planning on. I'm planning to, đi du lịch Ba Lô là chúng ta có từ go backpacking. I'm planning to go backpacking this summer. Hoặc là I'm planning on going backpacking this summer. Một cái lỗi sai về thời gian mà cô cũng có nhắc trong một vài video clip trước, đó là các bạn hay thêm giới từ in, ví dụ in next year hoặc là in this summer. Thực ra thì khi chúng ta dùng this, next hoặc là last đi với cụm thời gian thì không cần in, on, at gì nữa các bạn nhé. Câu số 3, tôi dự định đi làm bằng xe buýt mỗi ngày. I plan to commute by bus every day. Thì chúng ta có commute nghĩa là hành động chúng ta đi học hoặc đi làm hàng ngày bằng phương tiện giao thông nào đó. I commute by bus, tức là tôi đi học đi làm gì đó bằng xe bus hàng ngày ha. I commute by by motorbike, vân vân. I plan to ha, hoặc là I plan on doing something. Ở đây các bạn lưu ý từ every day, nếu là trạng từ á thì nó sẽ là hai từ nha, hai từ có khoảng trống ở giữa, every day. Còn trong trường hợp nó là tiếng từ ha, ví dụ như là everyday activities, hoạt động hàng ngày đó, thì everyday là một từ đó, chúng ta để ý cái khoảng cách thì cần lưu ý trong văn viết thôi, còn nói thì chẳng ai để ý là có khoảng cách hay không, đúng không nào. Câu số 4, tôi đang lên kế hoạch làm cho bạn gái tôi bất ngờ trong ngày sinh nhật của cô ấy. Ha, tôi cũng đang trong quá trình lên kế hoạch đây. Chúng ta chia thì hiện tại tiếp diễn. I'm planning to surprise or I'm planning on surprising my girlfriend on her birthday. Rồi các bạn đã hiểu cấu trúc này chưa nè? Bây giờ chúng ta cùng áp dụng ha. Practice. Câu số 1, tôi không định đi đâu đó vào tối nay. Câu số 2, tôi lên kế hoạch để dành được nhiều tiền hơn trong tháng này. Câu số 3, tôi lên kế hoạch học thiết kế đồ họa. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ dừng video này trong khoảng 2-3 phút ha. Và chúng ta tự nói lên, tự dịch câu này sang tiếng Anh và áp dụng cấu trúc này. Sau đó các bạn sẽ xem
Video này tiếp tục và chúng ta so sánh với đáp án của cô dưới đây nhé. Answer. Tôi không định, I don't plan to go, or I don't plan on going anywhere this evening. Number two, tôi lên kế hoạch để dành được nhiều tiền hơn. I plan to save, or I plan on saving more money this month. Và câu số 3, tôi lên kế hoạch học thiết kế đồ họa. I plan to learn, or I'm planning on learning graphic design. Ok, cô hy vọng rằng là đối với cấu trúc này các bạn có thể áp dụng và đặt nhiều câu trong giao tiếp bình thường để chúng ta nói sao cho nó đúng ngữ pháp hơn nhé. Thanks for watching. Goodbye and I'll see you next time.